Trung Quốc điều tra khả năng bệnh cúm gia cầm lây từ người sang người, tin từ Thượng Hải. Một bệnh nhân cúm gia cầm tại Thượng Hải đã rời bệnh viện vào ngày hôm nay, trong khi cơ quan y tế của Trung Quốc cho biết họ đang điều tra về khả năng lây truyền virus từ người sang người. Bệnh nhân Yan, 66 tuổi, cho biết ông đã hồi phục khỏi bệnh cúm gia cầm loại virus mới được gọi là H7N9 và bây giờ ông cảm thấy khỏe hơn nhiều, ông đã ăn được nhiều hơn và đã hết ho. Ông đã ở trong tình trạng nguy cấp khi được đưa vào bệnh viện. Giám đốc Trung tâm Y tế Công cộng Thượng Hải, ông Zhang Ziyong, cho biết khi được đưa đến bệnh viện, ông Yan đã bị sốt cao trong 5 ngày và ho trong 2 ngày và ở trong tình trạng nguy kịch vào lúc đó. Sau chẩn đoán của Trung tâm Kiểm soát Bệnh dịch, ông Yan đã được đưa đến trung tâm y tế này vì nơi đây có hai chuyên gia đến từ Bệnh viện Trung Sơn. Và nay, ông Yan đã được hồi phục. Hôm qua, cơ quan y tế Bắc Kinh đã cho biết một trong hai bệnh nhân đầu tiên được phát hiện bị nhiễm virus H7N9 đã rời bệnh viện. Trung Quốc đang điều tra khả năng lây lan từ người sang người của một loại bệnh cúm gia cầm mới đã làm thiệt mạng 17 người và đang kiểm tra các cụm gia đình của những người bị nhiễm virus. Chính quyền đã giết chết hàng ngàn gia cầm và đóng cửa một số chợ gia cầm sống để làm chậm tốc độ lây nhiễm sang con người. Nhưng nhiều khía cạnh của loại virus cúm gia cầm mới này vẫn còn là một bí ẩn, đặc biệt là đến nay vẫn chưa biết được rõ là virus này có lây truyền giữa người với người hay không. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Trung Quốc, ông Fan Jichan, cho biết trên thực tế, số lượng người tiếp xúc với gia cầm rất lớn, nhưng số lượng trường hợp bị nhiễm bệnh thì không đáng kể. Điều đó có nghĩa là virus cúm gia cầm này không dễ dàng lây nhiễm con người. Ông Fan nói thêm rằng, công việc phòng chống hiện nay tập trung vào những hướng dẫn của Bộ Y tế Trung Quốc, bao gồm việc giám sát và thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Trung Quốc đã cảnh báo rằng số lượng các bệnh nhân bị nhiễm virus cho đến nay là 82 người, có thể tăng lên thêm. Hầu hết các trường hợp và 11 trường hợp tử vong là những người ở thủ đô thương mại Thượng Hải. Tổ chức Y tế Thế giới ngày hôm qua cho biết một số người đã được thử nghiệm dương tính với một loại virus mới của bệnh cúm gia cầm ở Trung Quốc đã không có tiền sử tiếp xúc với gia cầm, làm tăng thêm sự bí ẩn về virus đã giết chết 17 người cho đến nay. Một nhà khoa học hàng đầu của Trung Quốc đã được trích dẫn nói rằng khoảng 40% những người bị nhiễm virus H7N9 đã không có tiếp xúc với gia cầm. Tân Hoa Xã cho biết ngành công nghiệp gia cầm của Trung Quốc tiếp tục bị thiệt hại nặng nề vì chương trình tiêu hủy gia cầm hàng loạt trên khắp miền đông Trung Quốc. Những người nông dân chăn nuôi gia cầm có thể phải đối mặt với một thiệt hại lên đến 1.6 tỷ Mỹ Kim do kết quả của chương trình tiêu hủy gia cầm trong hơn 2 tuần qua.